con bèo. Dạ. Con bèo. Dạ. Bèo hạnh lắm. Chắc lễ rồi đủ thứ rồi ha. Dạ. Rồi em đi đi lại tí coi. Mọi người tránh giùm cho cái đường đừng có. Rồi đi cho đi qua tới luôn bên kia luôn. Đi ra cửa đi, đi ra. Bữa làm đi bình thường mà nay em đi là cứ cảm giác nó cứ nghiêng nghiêng về bên phải. Nghiêng nghiêng hả? Nhưng mà em thí dụ như em em chạy được không? Chạy là nó không chạy được nhiều. Thôi tức là phải chạy thử cái kiểu đó đẹp á. Chạy cảm giác nó thốn. Rồi cứ chạy qua kia đi, cứ chạy qua kia đi. Rồi chạy qua đây, đó, à, nó chạy cả nhúng cả nhúng vậy đó. Chạy thêm lần cái nữa đi, tao quay phim chút xíu là mất kỳ kiểu rồi. Rồi, ơi, mẹ ông ơi. Thôi được rồi, à, đẹp lắm. Người, người con quẹo vậy á. Rồi thả lỏng ra, tính thở nhẹ nhàng. Nè, ok. Dạ, đã. Rồi, bây giờ thấy người hơi thẳng ra chút nè. Rồi bây giờ cảm giác sao khi mình kéo? Cái nè, rồi quay qua. Thấy có bước nào không? Giờ có nghe bước nào không? Mềm người thả lỏng ra. Nghe chưa? Khó làm cái rốt. Gãi xương rồi. Quay qua đây. Xương gãi rồi. Thả lỏng ra đừng cái sợ. Phải thử những anh em. Rồi mềm mềm, người thả lỏng ra. Đó vậy đó. Đừng sợ, nó căng đi phải không? Cuối cái ngày rồi liền nữa. Thế giới thiệu với chị. Cái giấy gì giấy gì đâu. Chị cô bây giờ lấy miếng giấy để đây. Bây giờ em chạy là khác rồi, không có giống nãy đâu. Nhanh nhanh nhanh. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.